Anh em có con âm ly sang xuôi nè, sang xuôi Alpha 907i nè. Máy thì em đang xài, hoạt động đang xài, mà tại vì em mới mua con ly khác nên giờ dư ra con ly cũng sang xuôi khác nè, nên giờ mới dư ra con ly này. Con ly này lúc trước em đang xài thì đúng ra là mặt mũi thì cũng không còn được đẹp đi lắm, thì máy xài ở Việt Nam mà em không có vệ sinh vậy gì đâu thì nó vậy đó, hát thì vẫn bình thường đó, bên hông đó nè. Máy thì không có sửa chữa chứ gì đâu, có trên mặt đó, bên hông bên đây nữa nè, đây dưới đít nè. Đó, em không có vệ sinh sửa chữa nên không có vệ sinh, không có lau chùi nên nó cũ vậy thôi. Ông Alpha 907i nữa không, nên giờ tại em dư ra con này nên giờ em mới bán đó. Anh coi ai giới thiệu mà em hay gì đó thì coi giúp em bán con này. Nếu mà anh em có ai mua thì liên hệ hệ do cho em số điện thoại là 0902 607 114, em tên Thái. Tại vì em mới mua con đi khác nên giờ nó dư ra vậy thôi. Em để, nếu mà anh em có mua ai xài ít tiền ở kia em để lại giá cho anh em xài, giá rẻ này kia cho anh em xài, chứ để lâu quá thì không xài thì cũng vậy. Hoạt động rồi này kia hết bình thường.